Chị Thúy ơi, cô bé nặng mùi thì phải làm sao? Một trường hợp mà đến 99% chị em phụ nữ mình từng bị một lần trong đời, thường xảy ra từ 15 tuổi cho đến 44 tuổi. Nếu thấy dấu hiệu của viêm nhiễm ở tận bên trong cô bé, như mùi hôi rất nặng ở khoảng cách 1 mét mà vẫn ngửi thấy mùi được, kèm theo ngứa rát khi mà bất thường, thì các chị em nên biết ngay. Và điều quan trọng là nó không chỉ xảy ra một lần đâu, có những bạn mắc tới 3 cho đến 4 lần trong một năm. Nếu có một cái nguyên nhân nào đó làm cho thay đổi độ pH của cô bé, như là thay đổi nội tiết tố, thụt rửa cô bé thường xuyên và hay sử dụng thuốc kháng sinh, sẽ làm xáo trộn đi cái môi trường có những cái lợi khuẩn. Khi mà vi khuẩn có lợi nó giảm đi thì đồng thời tạo điều kiện cho vi sinh vật có hại phát triển và tấn công viêm nhiễm. Và việc mà các bạn tự điều trị tại nhà sẽ khiến cho tình trạng nặng lên. Còn nếu như các bạn thấy cô bé của mình vẫn khỏe mạnh mà có mùi ở bên trong, mà chỉ hơi ngứa ngáy, khó chịu ở phía ngoài, thì các chị em có thể thử cách sau nhá. Đầu tiên, tuyệt đối không tự thụt rửa vào bên trong. Việc này có thể làm cho mầm bệnh từ bên ngoài đi vào bên trong và làm mất những cái lợi khuẩn tự nhiên của cô bé. Thứ hai, khi vệ sinh cô bé dùng cả hai tay, một tay thì mở rộng, một tay thì tẩm dung dịch cho cô bé được sạch sẽ từng ngõ ngách, nếp gấp. Lặp lại bước này một lần nữa rồi rửa sạch lại bằng nước ấm. Thứ ba, khi thấm khô cô bé không được dùng giấy ăn mà phải dùng bằng khăn mềm và sạch, nên dùng các loại khăn dùng một lần. Thứ tư, đó chính là cái phần vi ô lông ở bên trên cũng phải được vệ sinh thật kỹ, vì các nang lông có thể là nơi trú ẩn của rất nhiều mầm bệnh. Nếu mà các bạn không làm sạch vùng này thì các bạn sẽ bị viêm ngứa tái đi và tái lại. Cuối cùng là các bạn cần chọn dung dịch vệ sinh phù hợp. Các bạn có thể inbox ngay cho sở sinh Nguyễn Thúy để tham khảo những loại dung dịch vệ sinh có từ cỏ cây, hoa lá, thành phần của nó là 90% từ thiên nhiên, giúp làm sạch, giảm viêm một cách dịu nhẹ, lành tính và có độ pH là 4.5, nên rất là an toàn với nhiều độ tuổi, nhiều đối tượng, kể cả các mẹ bầu hay là bỉm sữa cho con bú nhé.